Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về ngày lễ hội đoàn kết dân tộc, trong hai ngày 14-15 tháng 11 năm 2020 đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa thể thao của đông đảo các đoàn thể, hội nhóm, câu lạc bộ và cư dân cụm nhà chung cư Moonbirdland. Đã có nhiều cuộc tranh tài, thi đấu thể thao của hơn 15 câu lạc bộ cư dân về các bộ môn như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bia, câu lạc bộ thể thao dưỡng sinh, hội cựu giáo chức, hội phụ nữ, câu lạc bộ cựu chiến binh, câu lạc bộ khiêu vũ, nhóm võ thuật thiếu niên Moonbirdland. Đặc biệt, dù sáng ngày 15 tháng 11 trời mưa nặng hạt, nhưng đông đảo cư dân Moonbirdland và những người hàng xóm season đã tập trung tham dự giải chạy cộng đồng thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Cùng với đó, các cán bộ nhà thầu tại Moonbirdland cũng tham gia hưởng ứng với màn trình diễn võ thuật độc đáo của nhà thầu an ninh TSG. Tối ngày 15 tháng 11, chương trình lễ hội được tổ chức tại khu vực bể bơi cụm nhà chung cư Moonbirdland với các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc đến từ hội phụ nữ, câu lạc bộ cựu chiến binh, hội cựu giáo chức hay các em nhỏ thiếu nhi. Và trao giải cho các mục thi đấu thể thao diễn ra trong 2 ngày qua. Đồng thời, ban tổ chức công bố quyết định thành lập quỹ thiện nguyện Moonbirdland với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi sự kiện diễn ra với sự tham dự của gần 1.000 lượt cư dân với tinh thần dân chủ và đoàn kết, ngày hội đại đoàn kết tại cụm nhà chung cư Moonbirdland đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng sẽ là thông điệp mạnh mẽ, cổ vũ lối sống lành mạnh, tình yêu thể thao và các hoạt động đoàn kết tập thể trong cư dân.